Xin chào các bạn, đây là đơn hàng công ty đang đóng. Đang đóng sỉ và lẻ luôn. Cái này cách lấy sỉ một thùng 500. Thì bên mình sẽ đo bỏ vô hộp và đóng vào thùng. Còn đây là đơn hàng công ty giao hàng nội thành Hồ Chí Minh. Thường thì mình mua một cặp 2.500 thì bên em sẽ đóng vào như vậy. Tất cả đơn hàng đều có hóa đơn ở trên. Đây là đơn chuẩn bị đem đi giao. Giờ là đơn hàng đi về nhà khách. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin chào.